Nô tất cả mọi người nhá, hôm nay tớ lại chơi 8 trò, chơi Poppy 1 trước này. Chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ gặp các con như thế nào. Chúng ta sẽ cho nó đuổi. Nó sẽ đâu. Nào chúng ta chạy nhanh. Nó vẫn chạy đằng sau đấy, chúng ta chạy nhanh. Chúng ta sẽ bên phải này, à bên trái này, à đây xuống trái này, à xuống bên phải. Ô, nó đóng cửa đây rồi, chúng ta sẽ nhìn con này, chúng ta đuổi này, ô, chúng ta sẽ đâu. Chúng ta chạy cùng nhanh là sẽ bị nó bắt. Cái này ra chúng ta sẽ ra nó sân đấy, là chúng ta kéo nó xuống. Nó sẽ bây giờ chúng ta sẽ xem rồi. Poppy 2 à, chúng ta sẽ đợi để nó vào. Con này sẽ đuổi nó ra này. Chúng ta chạy thôi. Nó đuổi ra. Chúng ta vào đây nhanh. Chúng ta sẽ kéo nó xuống để nó nó đến nó ăn thịt con này nha. Nó sẽ kéo vào. Đấy. Nó sẽ mở cái này ra. Chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta sẽ đi đi. Log code 08502 in relation experiment 1006. The prototype. A close call occurred. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Poppy 3. Đà bi to đây nè. Chúng ta sẽ đi. Thank you.
giờ sẽ đi vào cái nọc ăn. Đây là cái ống thông gió. Đây chúng ta sẽ đi xem này. Đây còn cái nó sẽ xuất hiện. Sẽ đi vào trong quyền là sẽ không để nó phát nữa.
cái này nó thụt xuống á, chúng ta nhảy từ từ qua rồi. Chúng ta sẽ nhảy qua đây, chúng ta lấy cái này. Sẽ sang trò chơi thứ năm. Chúng ta sẽ lấy khiên này. Chúng ta vào đây tú bin. Hey, can you help us out of here? Everyone broke the door to escape as the incident happened, but NL1 helped us. There's a ladder at the vent. You can use it to get into this room. I remember each room has one same picture but different in number and color. And the power on button is located in the middle room, the biggest room. You need to press it after successful wiring. We were born in the laboratory. There are many sample like us, but only the two of us can speak. And nightmare also came from that time. We were trapped. Continually were blood pulling by people in white shirt for testing. And my poor eggs were also been taken away. I need to find them before we escape from here, my kids.
chúng ta sẽ lấy cái ấy chỗ này, chúng ta cho đây để cái này gắn lên nhá. Oh God, my kids are still there, those golden eggs. You can jump on us to get there. Help me bring them back, please. Nhảy lên đường con này, nhảy lên đây. Someone has to have been guiding you, and
as with most things, I was right. It did have help. Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very vital information. Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Chúng ta sẽ chạy, con này gần nó sẽ đuổi này. Đó, con này sẽ đuổi. Bây giờ chúng ta chạy cho nó này. Chúng ta đuổi sau đó. Sẽ bị con người sau đó để nó sẽ bắt. Rồi nó sẽ lên đây này. Rồi nó sẽ đuổi chúng ta, nó không đi được xe mỗi này xuống. Chúng ta sẽ đi. Nó sẽ đuổi kìa, nó đuổi chúng ta đến đây rồi, chúng ta sẽ chạy đâu. Rồi nó đuổi, chúng ta vào đây, chúng ta sẽ đi lên trên. You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Stop it, you two. Chúng ta sẽ sang trò chơi tiếp theo. Poppy. Chúng ta sẽ chơi bắt cuối đi. Cái mà có vì là làm chúng ta tháo này nha.
đây. Ta sẽ lấy cái này. Ta sẽ cho vào. Ta sẽ vào lại cho nó cháy này đây này. Đấy, nó sẽ mở cái cửa ra, chúng ta mở ra. Phải đi lấy cái ti nữa đây. Rồi. Rồi lấy cái ti đây. Chúng ta sẽ cho nó. Chúng ta mở cái cửa ra. Xin làm cơm. Nên chúng ta sẽ cái cầu dao xuống này. Chúng ta sẽ phải đi xuống kia, chúng ta nhặt cái viên thạch. Rồi còn lại đây là ngay ngay chơi đó. Chúng ta sẽ đóng cửa. Ta sẽ lấy cái này chúng ta cài cửa vào nè. Chúng ta sẽ đi lên trên này. Rồi. Bên này có một cái nữa. Rồi chúng ta sẽ cho lại xuống. Sẽ đi lên trên. Đây. Chúng ta lấy cái viên thạch ra. Chúng ta sẽ đi xem đây. Còn kia nó sẽ chạy lên đây. Nó sẽ đuổi ra đây. Nó sẽ bị con này đánh cờ vào.
Còn là hết pin nữa, chúng ta sẽ cho nó vào trong giường của em bé. Đấy, ở trong đây nhá. Đây là Foster Father. À, nó sẽ bung này ra. Ta sẽ đi lấy cái này, đây chúng ta mở cánh cửa trên này ra. Chúng ta đã chơi xong, chúng ta sẽ sang trò chơi cuối cùng. Hôm nay chúng ta sẽ bật mạng này. Chúng ta sẽ đợi nó vào game nhé. Đây, chúng ta sẽ đợi người vào chơi. Chúng ta sẽ bỏ phiếu. Xem mở cho các bạn xem. Chúng ta bỏ ra xong rồi.
Chúng ta bị nó bắt rồi. À, còn một cái cuối cùng nữa thôi. Chúng ta sẽ đi xem cái này. À, chúng ta đã xong. Nên là chúng ta đã xong rồi nha. Rồi chúng ta sẽ chơi 15 cái xem.
một cái nữa đó. Chúng tôi kết thúc video ở đây rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh của anh em chúng tôi nha. Hẹn mọi người video tiếp theo này.